đây. Có cái thêm một đống lớn. Quỳnh Trang chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại video của mình. Hôm nay mình làm video là ăn bánh tráng cuốn với thịt chả chiên và rau sống với một chén nước mắm siêu cay đó, với thêm một đống ớt đó. Bây giờ mình hôm nay mình không có đi quay khung cảnh tham quan nhà mát Bạc Liêu, không có đi quay tham quan mẹ Nam Hải, mẹ Đông Hải, không có đi tham quan công ty Bạc Liêu nữa. Và mình sẽ làm món ăn. Đây là bánh tráng Tây Ninh đó. Bây giờ trước khi làm bánh ăn bánh tráng Tây Ninh thì phải có một tô nước. Tại vì bánh tráng Tây Ninh là rất dẻo, bóp là không bể. Nên cho nên mình phải ăn mình phải nhúng nước. À đây. Mình nhúng nước. Cuốn gạo vô. Gạo. Dưa leo. Dưa leo cắt khá dài, bẻ bớt. Bún. Thịt. Thịt nào. Bỏ vô. Cuốn. Rất ngon bạn. Đó. Đặc biệt là một trái ớt mình ăn rất. Thử coi. Ngon quá. Nước mắm là mắm chua ngọt. Ớt à. Ớt là thiệt à. Không giả, nhiều người nói mình ăn ớt giả chứ ớt là thiệt. Ngon quá. Ngon rồi. Mở bạn ha. Mở bạn ra bạn. Đang mình. Từ đây sắp tới chắc mình đi mạnh. Không còn xuất hiện trong cái giáo của mình nữa các bạn ạ. Anh đi mạnh đi là anh đi mạnh đi làm ăn sai. Cũng vì cơm áo gạo tiền mà anh đi mạnh anh đi làm ăn xa. Từ đây tới mình sẽ làm video của mình lên. Không biết chừng nào anh đi mạnh anh về nữa. Cũng nhớ gì mạnh. Kênh này mình tạo ra là mình làm chung với Nhi Mạnh. Hai anh em làm mà bây giờ anh Nhi Mạnh đi làm ăn xa rồi mà mình còn mình ở nhà thì mình phải cũng phải làm thôi, duy trì kênh thôi các bạn. Ngon lắm bạn. Bạn gì làm thử cho rất ngon. Ngon cũng đây nè. Rất ngon, ngon lắm. Chết, mình ăn ớt lắm. Mình với anh Nhi Mạnh tạo kênh này cũng được 3-4 tháng các bạn. Nhưng mà chưa bật kênh kiếm tiền bạn ơi. Đủ số người đăng ký mà chưa có đủ số giờ xem. Các bạn nếu ủng hộ mình thì nhớ xem kênh mình nhiều vô. Bây giờ mình chỉ làm mình thôi, nữa mình sẽ đi quay Cần Thơ nè, đi quay Chùa Dơi nè, đi quay Hòn Đá Bạc này cho các bạn xem nha. Ngon bọc, ngon, tuyệt vời, rất ngon. Cắm à. Ngon. Ngon lắm các bạn. Hẹ nè, nãy giờ quên là hẹ, hẹ bỏ vô đó. Đó, rau sống nè. Bún nè. Bún mới thịt, bún nè.
thịt nè, heo nè, đó, chả nè, cuốn lại nè, cuốn không, chấm mắm nè, mắm siêu cay nè. Ớt à. Ngon lắm bà. Mình làm quay video chiếu là chắc tối rồi. Thứ hai với mấy ngày thứ bảy chủ nhật các bạn. Chứ mấy ngày thường thì mình đi làm. Mình làm sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng, làm tới thứ sáu, là thứ bảy chủ nhật mình nghỉ. Mình mới quay thôi. Còn bình thường các bạn thấy mình video mình ăn uống là toàn buổi tối mà ít nằm buổi sáng rồi đó, mấy đó là mấy bữa thứ bảy chủ nhật các bạn. Bạn nhớ đổi kênh là ủng hộ mình nha. Ngon 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 bá cháy luôn. Bắt gió rồi không? Ê bắt gió rồi cái má. Bạn nào ăn thì nhớ thì làm với mình không? Bỏ rau vô đó, trước tiên là mình hẹ hai dưa leo, rau rau thôi đừng gác nè. Thường mấy anh em nói rau thì có gác, rau gác mà rau thôi đừng gác, gác cái gì ăn, gác sao ăn đó, tóc tay bù sủ cho chó các bạn, tóc tay bù sủ đi đó, đã vô đúng rồi. Bánh tráng này, bánh tráng nên gắt lại các bạn thấy không? Cuốn rất là đẹp. Chấm nè. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Ngon. Ngon lắm bạn. Ngồi ăn mình kể chuyện đời các bạn nghe. Mình hôm nay gần 40 bạn, 39-40. Mình sống cũng trên đời cũng 40 năm trời. Mình chơi rất nhiều bạn. Nói lại là rất là nhiều. Cũng có bạn tốt và cũng có bạn xấu. Nhưng mà bạn chơi mình còn xấu không bạn? Lợi dụng mình thì nhiều. Buồn lắm bạn. Nhưng mà có năm cho thằng bạn thân cuối cùng được con thằng hai thằng. Còn thì ăn cháo là bác hết chưa? Chơi buồn. Sao về sớm vậy con? Sao về rồi? Về nè. Mở, em mở đi. Mở cửa ra được chưa? Chưa, chút đi. Mời bạn nha. Ngon lắm bạn, này là mới ngon, mới vừa ăn. Cũng có tính nói các bạn nghe nhiều chuyện nó lắm, nhưng mà con trai mình dễ quậy quá bạn ơi nên nói không được. Đây mình ăn hết cái này, chào tạm biệt tất cả bạn ạ. À. Ngon.
hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt.